Dạ, con chào sư và đại chúng. Con có một câu hỏi là con muốn hỏi là cái việc mà chơi chứng khoán thì nó có phải là chánh mạng hay không? Bởi vì trên những sàn chứng khoán thì tiền sẽ chạy từ người này sang người khác, và khi mà tiền chạy vào người này thì sẽ làm cho người khác bị phá sản, và trong cái trường hợp xấu nhất thì ví dụ như họ tan nhà nát cửa, họ tự tử thì như vậy có bị cộng nghiệp hay không? Con cảm ơn sư. Dạ, thì thật sự là bất cứ cái gì mình cũng đã là trong trong cái chánh mạng đó, cái công việc đó, nó nếu mà mỗi người nào mà họ expert vô trong cái chuyện mà đầu tư đó, mà coi cái đó là giống như là một cái nghề của mình đó, để mình gọi là full time á, thì cái đó là mình coi đó là một cái nghề để mình sống á, thì mình suy nghĩ rằng đó là một cái công việc thôi. Thì công việc nào cũng nó không thoát khỏi cái nghiệp được, đúng không? Tại vì nghề nó đi với cái nghiệp rồi, thì bây giờ bất cứ cái nghề nào nó cũng gắn liền với cái nghiệp, thì cái chánh mạng rất là cái chánh nghiệp nó đều đi chung liên hệ với nhau. Còn cái chuyện mà mình đầu tư về stock hay là chứng khoán hay là Bitcoin hay là Ethereum hay là Cardano hay là Dogecoin hay nói chung là cryptocurrency đó, thì hoặc là chúng ta đầu tư về cái mảng về đầu tư về các quỹ, ví dụ như là chúng ta bảo bảo vào bảo hiểm nè, cũng là một cái dạng đầu tư ha, hoặc là chúng ta đầu tư quỹ ký thác nè thì cũng là một cái dạng đầu tư, hoặc là chúng ta mua stock là chúng ta chơi, thì cái nguyên tắc mà vận hành của stock á, của thị trường đó, thì nó lấy tiền nhiều của số đông nó trả về cho số ít. À thì ta gọi là những cái người mà hedge fund đó, là những cái công ty đầu tư đó, những cái quỹ đó đó, thì sẽ tung ra những cái tin tức, những cái tin tức mà trong một lúc đó nó trong ồ ạt về cái stock đó, thì nó những nhiều tin tức xấu nó bung ra đó, thì những cái người nào mà gọi là F0 đó mà nhảy vô đó mà mua đó thì gì sẽ mua cao, mua cao, và bởi vì họ nghe nhiều cái tin tức tốt. Nhưng mà khi mà cái hedge fund, những cái quỹ đầu tư lớn, nó có một số tiền lớn đó, thì nó khi mà mua, nó có được cái số lượng mua nhiều rồi đó, thì bắt đầu nó sẽ tung những cái tin xấu ra. Rồi xong đó đó thì những cái người mà F0 như mình là những nhà đầu tư cá nhân nè, chúng ta sẽ bán tháo để chạy, thì bán tháo đó đó thì khi mà nó rớt xuống đó thì những cái quỹ đầu tư đó lại đút tiền vô để mua với một cái giá rất là thấp đó. Thì cho nên nó là một cái nguyên tắc là lấy tiền của số đông trả cho số ít. Nó tiền đó nó không, mình thấy trên cái điện thoại, trên tài khoản của mình đó, mình thấy tiền nó là những cái con số nó nhảy lên nhảy xuống. Ví dụ như hôm nay mình ngủ đi, trong cái tài khoản của mình là 10.000 đô, cái ngày mai mở mắt dậy á, stock nó lên nó thành 30.000 đô, mình tưởng nó chỉ là những cái con số trên điện thoại, nhưng không phải. Đó là điều những cái thông số quy định. Cái thông số đó là từ đâu? Từ cái tài khoản của người này nó nhảy sang cái tài khoản của mình, tức là nó là một cái nguyên tắc âm dương. Người này mất thì cái thì mới đến được cái người khác có được, nó không phải là từ trên trời rớt xuống, không phải từ cái điện thoại mình nó xuất hiện ra, mà nó đều có những nguyên tắc mà nó đều rất là 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, nó là nguyên tắc nó mặc định là như vậy đó. Thì trong cái đầu tư chứng khoán hay tiền tệ cũng vậy đó, nó hoặc là chúng ta chơi thị trường forex cũng vậy đó, chúng ta đều biết là nó là một cái hệ đầu tư, và nếu mà chúng ta coi nó là một cái nghề nghiêm túc để đầu tư để làm ăn đó mà sư đã nói đó, thì chúng ta sẽ coi nó là một công việc thôi, thì nó sẽ liên hệ đến cái chuyện là có chánh nghiệp hay không, hay là chánh mạng hay không đó. Thì nó cũng hơi hơi gọi là nếu mình đặt nặng nó quá đó thì nó hơi bị thiên kiến. Còn nếu mình coi đó là một cái công việc bình thường để mưu sinh để sống á, mà chúng ta để lấy tiền đó để sống bình thường, để cho cái chuyện ăn mặc ở bệnh đó, thì suy nghĩ nó không có đến nỗi đâu. Mà chúng ta cứ làm những cái việc đầu tư làm sao mà chúng ta đừng có gây quá nhiều sự tổn thương, hay là nói xấu, hoặc là chúng ta gây những cái tin tức mà giả để hại những cái người bạn cùng đầu tư với mình, hoặc là chúng ta bị chơi một cái vố nào đó, chúng ta phải mua một cái gì đó, một cái quỹ nào đó mà muốn tốn một đống tiền, mà nó bắt mình đó phải mời những người bạn mình vô chung cái gối với mình đó, mình biết nó là sai, nó là trái, nó là không tốt, nó là sự lừa gạt rồi đó, mà mình lại tiếp tục mời những người thân của mình vào trong cái gói đó, để rồi họ mất tiền đó, thì lúc đó mới thật sự là tội nghiệp. Tội nghiệp cho bản thân mình, tội nghiệp cho những người thương mình, và mình đang bán cái uy tín, cái danh dự của mình cho người khác. Tại vì sau cái đó rồi người ta không còn tin mình nữa. Mà trong mắt mình á, nó rơi từ từ trên đỉnh mà nó rơi xuống vực thẳm luôn đó. Là bởi vì người ta nhìn mình á, người ta biết mình này, mình là một cái người giả dối, mình đã bán cái uy tín của mình vì đồng tiền. Thì lúc đó mình đang lãnh cái quả ngay tức thời đó, nó không phải là cái quả tương lai mà cái quả nó hiện ra tức thời đó. Thì cho nên làm gì cũng cần có sự soi sáng, mình coi thử là cái đó có thật sự là công việc nghiêm túc hay không, hoặc là một cái công việc part time, hoặc là một công việc full time của mình càng phải dành cái thời gian. Nãy sư đã nói á, nếu chúng ta chơi cờ bạc á mà chúng ta có sự nghiên cứu xem xét mà nghiêm túc á, thì chính cái cờ bạc nó cũng là đầu tư.
Mà nếu mà chúng ta đầu tư mà không nghiêm túc trong cái chuyện đầu tư, chúng ta hời hợt mà không biết mà chơi đó, thì cái chuyện đầu tư nó giống như đang chơi cờ bạc vậy đó. Mà chúng ta chỉ chơi bằng cảm xúc là nhiều, thấy nó lên thì nhảy vô mua là đu đỉnh, đến khi mà nó xuống rồi đó thì lại bán, ai cũng bán rồi hết mình cũng bán theo. Như vậy là mình mua cao mà bán thấp, mình đầu tư như vậy thì mình không bao giờ mình có lời được. Thì nó cũng hơi hơi nghiêng về cái chuyên ngành lĩnh vực một xíu, nhưng mà cũng để chia sẻ với Khoa là như vậy. Thì chúng ta hãy, nếu mà mình có một cái số tiền nào đó mình nghĩ là bây giờ mình bỏ vào trong ngân hàng đó mà nó không có sinh lợi nhuận đó, và cái lợi nhuận rất là thấp á, thì mình hãy dùng cái tiền đó mình bỏ vô những cái kênh đầu tư mà mình coi rằng là nó an toàn, hoặc là những cái kênh đầu tư mạo hiểm đó. Ví dụ những cái stock mà những cái startup á, mà những cái stock rẻ đó thì mình có thể đầu tư, nhưng mà với một cái khả năng nào đó để chúng ta sinh lợi nhuận và để nuôi sống bản thân mình và gia đình mình, và xây dựng cái tương lai, có một cái số tiền để sau khi chúng ta retire đó, chúng ta nghỉ hưu á, chúng ta có một cái số tiền gây quỹ sau này để mình có mình sống á. Thì suy nghĩ rằng nó cũng chỉ dừng lại là một công việc thôi, chứ không có đặt nặng quá nhiều cái chuyện lý thuyết về nghiệp báo hay là chánh mạng hay chánh nghiệp nặng quá đâu. Tại vì mình đặt như vậy rồi đó thì mình sẽ không dám làm bất cứ cái điều gì hết, đúng không ạ? À? Cho nên mình coi nó là một công việc thôi. Xin cho con hỏi là mình làm sao cho mình thuyết phục được ba mẹ mình biết ăn chay niệm Phật và không sát sanh ạ? Tại vì là ba chồng con á thường hay là làm gà làm vịt, rồi thường hay ăn những con cá tươi sống á, mà mỗi lần giết những con vật đó con thấy rất là thương cái con vật đó, mà con không biết làm sao để thuyết phục ba mẹ mình bỏ sát sanh nè, rồi biết ăn chay niệm Phật. Dạ, con thấy đó là điều rất là khó khăn, tại vì đó là những người lớn mà mình nói không đúng thì đâm ra là mình vô lễ hết. Sư nên vậy là sư có thể cho con một cái lời khuyên không ạ? Dạ, để có thể là khuyên ba mẹ mình giảm cái sát sanh á, tại con ăn chay nhưng mà con nhìn ba mẹ con làm cái việc đó mình thấy rất là đau lòng quá sư. Dạ, mô Phật sư giải đáp yên con, cảm ơn sư. Dạ, cảm ơn bạn Minh Trang. Thì đây cũng là một cái thực trạng chung thôi, thực trạng chung của chúng ta thôi. Thật sự là chúng ta cũng đã từng là như vậy chứ phải là không, các bạn hiểu không? Chúng ta đã từng ngồi ăn chung bàn, ngồi chung mâm mà, đúng không? Thì chúng ta, khi mà chúng ta chưa biết Phật pháp đó, thì chúng ta coi cái chuyện đó rất là bình thường. Cái chuyện mà ăn cá ăn thịt, hoặc là nói chuyện, hay là uống rượu, hay là chơi với nhau á, trong một gia đình nó rất là bình thường. Nhưng mà tại sao chúng ta cảm thấy sự khác biệt? Bởi vì khi chúng ta biết đến Phật pháp rồi đó, thì chúng ta lại chuyển sang ăn chay, rồi chúng ta không có dám ăn thịt cá hay là không sát sanh, thì tự nhiên chúng ta sẽ tạo nên sự khác biệt. Rồi chúng ta nhìn cái người thân của mình á, tự nhiên nó có một cái sự khoảng cách liền, và chúng ta sẽ cảm thấy gì, sợ hãi cái điều đó. Các bạn đồng ý không? Ví dụ như lúc trước mình cũng ăn cá, và mình nghe cái mùi tanh của cá đó mình cảm thấy nó bình thường. Nhưng mà đến khi một lúc nào đó mình phát tâm ăn chay trường đó, mình ăn chay kỳ á, tự nhiên khi mình mùi nghe cái mùi tanh của cá đó thì mình bị dị ứng, mình cảm thấy cái mùi nó quá tanh đi. Mà lúc trước thì nó có tâm như vậy không? Không, nó bình thường. Thì như vậy là nếu chúng ta mà thật sự nếu mà đặt nặng nhiều về cái chuyện này đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy mình có khoảng cách rất là lớn với lại người thân và gia đình của mình. Và là cái tu làm sao đó, chúng ta đừng bao giờ biến mình trở nên lập dị. Bởi vì một ngày nào đó đó, mình biến mình trở nên lập dị và khác biệt á, thì cái đó không còn là tu để sửa nữa, mà nó là gì? Tu để chúng ta đang 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 tách rời mình ra khỏi cái cộng đồng, cái gia đình và người thân yêu của mình. Thì cho nên làm sao cái hiện tại mà bây giờ đó mà chị có thể dùng cái cách, cái phương pháp á, là chúng ta cứ cứ bình thản, cứ sống, cố gắng. Nếu mà chúng ta giữ được á, là chúng ta nên né đi những cái cảnh đó, hoặc là hạn chế thấy đi những cái chuyện mà sát sanh đó. Rồi chúng ta hãy từ từ tập khuyên là bằng cái việc là chị có thể mua, thay vì chị cứ chỉ mua một bịch phở chay đi, hoặc là mua một bịch mì xào chay đi, thì bây giờ mua hai bịch hoặc là mình mua cơm gà chay, hoặc là mình mua cái gì đó ngon ngon á, thì lúc trước mình mua một bịch thôi, bây giờ mình mua hai bịch, mình mời ba mình ăn, mình mời mẹ mình ăn, rồi mình tập ồ, mình nói con ăn đây hôm nay ngon lắm, ba mẹ ăn thử đi. Hoặc là mình mời, mình phải 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 đưa vào từ 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 từ, và nhớ là phải phải với cái sự soi sáng của tình thương và lòng từ bi và sự hiểu biết, nó không có phải là sự phán xét, lên án hay kỳ thị. Bằng nếu mình và làm với cái tâm phán xét, lên án, kỳ thị, và mình cho mình cái quyền thanh cao mới được phần thanh cao đó, thì tự nhiên mình sẽ bị tách rời ra khỏi cái cộng đồng, cái nơi mình đang sống, đó là người thân yêu của mình đi. Cho nên mình phải vận dụng phương tiện là gì, là mỗi người mỗi nghiệp mỗi nhà mỗi cảnh, chúng ta giữ được là tốt cho chúng ta, đó là cái duyên, cái phước mà chúng ta đã có được.
Bây giờ mình phát tâm mình ăn chay thì bây giờ mình thấy mà ba mẹ chúng ta có dùng cái những cái đó quá nhiều đó, thì chúng ta có thể là né bớt cái cảnh đó để cái tâm mình nó không bị khởi. Cái thứ hai nữa là mình phương tiện để từ từ mình nâng đỡ bằng cái việc là mình mời ba mình mẹ mình đi chùa, hoặc là chúng ta mua đồ chay về cho ba mình ăn, hoặc là chúng ta mua hoa về, mua trái cây về cúng Phật, rồi mình nhờ ba mình mẹ mình nói ba ơi, con bận tay quá, ba lên trên bàn thờ ba đánh giùm con 3 tiếng chuông đó. Thì tự nhiên lúc mà ba đánh 3 tiếng chuông cái biết đâu ba tỉnh thức ra dần dần, hoặc là mình vô tình mình mở một cái thời pháp nào đó của sư Giác Minh Luật hay là của thầy nào đó mở được cho nó to chút xíu, rồi tự nhiên cái ba mình cũng được nghe cái hỏi ông thầy nào đó mà sao ông trẻ măng vậy, trời ông nói gì vậy, mở to lên chút lâu nghe nữa. Ví dụ như vậy đó, mình phải dẫn dụ bằng tình thương và sự sẻ chia thì tự nhiên từ từ đã hiểu. Và chúng ta hãy cố gắng rằng là đừng bao giờ làm cái việc đó bằng cái sự phán xét lên án và cho mình cái quyền thanh cao, bởi vì mình cũng đã từng ngồi chung bàn ăn cùng mâm với họ, các bạn hiểu không? Cho nên á, khi mà sư về với gia đình của sư cũng vậy á, sư là người xuất gia nhưng mà sư về với gia đình của sư á, là mẹ sư lúc nào cũng bắt sư phải ngồi riêng một mâm rồi phải để sư ở trên bàn á để ăn. Lúc đó là sư đã cảm thấy sư tách biệt khỏi anh chị em người thân yêu của sư rồi, sư lúc nào cũng nói là thôi không đâu, tại vì ăn chay là cái lòng con đã chay rồi thì không có đâu là cái gì nữa, thì mẹ cứ dùng những cái đồ bình thường gia đình ăn cái gì á thì đó, còn cái phần riêng cá nhân của con đó à mà mẹ làm mẹ nấu đó thì cho con được phép ngồi chung với anh chị em để con cảm nhận rằng là con đang thật sự trở về thăm chính cái nơi mà con được sanh ra, đó chính là gia đình, là tổ ấm, là cha là mẹ là anh chị, để con cảm nhận rằng là cái thằng Út hồi xưa đó nó đã từng ăn cắp sòi, nó bị từng cột vô cây sòi bị kiến cắn đó. Nó vẫn còn, bây giờ nó vẫn còn ở đây nè, nó không mất đi đâu. Còn là cái thằng Út hồi xưa đó đã từng đánh lộn với anh hai, đánh lộn với chị ba đó, nó cũng vẫn còn ngồi ở đây nè với một cái hình tướng khác thôi. Thì tự nhiên cái lúc đó mình đang tập cái truyền thông với lại gia đình mình, tập kết nối truyền thông. Khi mà gia đình mình thương mình rồi đó thì mình nói gì gia đình mình cũng nghe cả, người thân mình đều nghe cả. Còn khi mà họ đã có một cái sự sự chuẩn bị, cái sự phán kháng cự đó thì bây giờ mình có nói cái gì đi nữa nó cũng chỉ là một, trong mắt họ đó mình chỉ là một sự thể hiện thôi chứ không phải là thanh cao. Bởi vì mình sống như thế nào, mình làm như thế nào, họ đã là cái người biết rõ nhất cái lịch sử của mình đó, mình xóa không có được đâu. Lúc trước á trời ơi nó ăn á tay là tôm hùm tôm đồ ha, ăn cua cua sống không mà nó cắn rộp 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 này nọ, rồi ăn với lại gì mà tạm bánh lù hay là cái gì đó cường ha, không biết cái gì mà cay Wasabi, cay dạ wasabi á, wasabi. ăn với lại cá hồi gì đó, trời ơi quất vô rộp rộp đó. Tự nhiên người ta nói cái tự nhiên mình bắt đầu mình thấy ngại, mình mắc cỡ thì mình thấy tổn thương liền. Thì bây giờ làm sao mình phải chuyển hóa bản thân mình là tốt, nhưng hãy cố gắng dùng tình thương để chuyển hóa người khác bằng những cái phương pháp mà sư đã chia sẻ là phương tiện để dẫn dắt từ từ. Còn không đó thì chúng ta không đủ sức, không đủ đức độ, không đủ cái lòng từ bi để có thể tiếp xúc với những cái chuyện đó nhiều thì chúng ta nên né đi, bớt đi ha. Hoặc là chúng ta hãy khuyên nói chuyện với mẹ với ba là ba có thể ăn những cái đó nhưng ba có thể mua những cái con cá trết hoặc là những cái nhờ những con gà mà đã được làm sẵn không á rồi đó, chứ đừng hạn chế mua những cái con cá mà về đập đầu con thấy con sợ quá, hoặc là con thấy con bị dị ứng, hoặc là con bị một cái gì đó thì con mình phải nói làm sao cho ba mẹ hiểu và thương mình đó, thì người ta sẽ thông cảm thôi. Chúc bạn sẽ thành công, mô Phật. Dạ, cảm ơn sư. Dạ, con tức là khi nào gặp sư con dám hỏi câu này. Mà chờ cho sư rằng con muốn hỏi trước là con được biết là sư xuất gia từ nhỏ. Sư có thể chia sẻ trải lòng là cơ duyên nào sư lại chọn huyện Bát Khắc Sĩ là nơi tu học được không ạ? Vì trong năm 6 năm gần đây của con là con chọn kinh hiệu Bát Khắc Sĩ thơ lục bát để trì tụng mỗi ngày. Mỗi lần tiếp xúc với quý chư tăng ni khắc sĩ xếp bát cúng dường ở tịnh xá, con thấy chỉ có một tăng lửa tích cực. Dạ, đó là câu hỏi của con ạ. Dạ vâng, một cái câu hỏi của Huy rất là hay. Ở Việt Nam thì chúng ta có ba hệ phái chính. Thứ nhất á, là hệ phái Bắc Tông, hệ phái Nam Tông và hệ phái Khắc Sĩ. Hệ phái Bắc Tông á, là ở các nước, thí dụ như là Trung Quốc nè ha, Đài Loan nè ha, Nhật Bản nè ha, Hàn Quốc nè ha, Việt Nam nè ha, hoặc là Singapore á, thì là hệ phái của Bắc Tông là hệ phái Mahayana.
Còn cái hệ phái truyền thống của Theravada đó là chuyện hệ phái Nam Tông, hay mình gọi là hệ phái Nguyên Thủy đó. Thì ở Việt Nam chúng ta có hai cái truyền thống hệ phái Nam Tông, Nam Tông Kinh và Nam Tông Khmer, sorry. Thì cái khu vực mà miền Tây đó, là khu vực mà Sóc Trăng, Bạc Liêu rồi đó đó, thì nó các thầy cũng là hệ phái Nam Tông, nhưng mà cái thầy tụng bằng cái tiếng Khmer ha, và nó nghiêng sâu về 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 Khmer và Bali nhiều hơn. Còn các sư mà ở khu vực mà ở Sài Gòn cũng có, và khu vực ra miền Trung cũng có, Đồng Nai cũng có, thì cũng có hệ phái truyền thống của Nam Tông, hoặc là ở Huế đó, Thiền Công Sơn Thượng đó, thì đó là Nam Tông Kinh, tức là những người kinh đi xuất gia theo hệ phái truyền thống Nam Nam Tông, cũng có sử dụng hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Bali song song, không có sử dụng tiếng Khmer đó. Thì để mình nhận định mình hiểu. Thì còn cái thứ ba nữa về khất sĩ đó, thì có một cái truyền thống hệ phái nữa là hệ phái khất sĩ, tức là hệ phái do tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập. Thì lúc đó hồi nhỏ đó, thì con sư đi tu đó, thật sự chúng nó có biết khất sĩ Nam Tông Bắc Tông gì đâu. lúc đó mình có nghe có nói ai mà giải thích cho mình biết là Nam Tông Bắc Tông hay khất sĩ đâu. Mình chỉ biết là ở gần cái nhà mình nó có cái tịnh xá, rồi mình cứ thường á là mình đi lên trên tịnh xá mình chơi, mình đi học á, tại lúc đó là có cái trường tiểu học. Thì mình đi học xong á là mình rất là thương mấy sư, thấy mấy sư mặc đồ vàng á thương lắm, rồi lên trên tịnh xá đó nó có mấy cây sứ đó, rồi mình ngồi ở dưới cái cây sứ đó mình học bài, mình làm bài tập. Sau khi mình tan học rồi cái mấy sư á, thấy mình nhỏ nó thương, mấy sư đem trái cây ra cho ăn. Thì trên trong lòng của mình đó, cái hình ảnh của các sư ở tịnh xá đó nó rất là đẹp, nó rất là quý và kính. Và trong đó đó thì khi mình ở nhà đó, thì quý sư á, thường đi khất thực đi ngang qua cái nhà của mình, thì lúc đó là mẹ đó mới cho mới nói là con đem đồ ăn ra cúng dường cho các sư. Thì sư mới đầu mới đem đồ ăn ra cúng dường, hoặc là nhà sư á, khi mà có đám tang hoặc là trong xóm có cái gì đó cần cúng đám tang hoặc là chơi tăng đó, thì mình chỉ thấy là các sư đi một đoàn với nhau mặc cái y vàng lấp lánh đó, y huỳnh y đó, xuất hiện rất là đẹp trong mắt mình để đến để tụng kinh cầu nguyện và cúng dường chay tăng. Thì cho nên trong lòng mình á, mình không có biết là khất sĩ Nam Tông Bắc Tông gì cả, mình chỉ biết là Phật giáo là như vậy đó, Phật giáo là có mấy sư rồi tụng kinh rồi mặc đồ như vậy đó, đúng không? Thì như vậy là khi mình lớn lên mình có duyên mình đi tu đó, thì mình cũng không có biết, tại lúc đó mình còn nhỏ quá mà sao mình biết. Thì cái đầu tiên đó là sư biết đến là cái quyển kinh Địa Tạng, là do một cái người bạn của sư đó là ở chung xóm, cô mới cho mượn sư một cái quyển kinh là kinh Địa Tạng. Lúc đó sư cứ nghĩ á là ông ba sư mất, cho nên á sinh năm sư còn 7 tuổi á, và lớp 1 đó thì ba mất, thì sư mới mượn cái cuốn kinh Địa Tạng đó về đó. Mà cái chị mà hàng xóm á, bạn á, chỉ nói á là nếu mà sư luật đó là hồi xưa gọi là chúc đó, nếu mà chúc á mà đọc cái cuốn kinh này nè, chúc sẽ đi xuống địa ngục được, chúc sẽ thấy ba được, rồi chúc sẽ cứu ba được, y chang như ngày ngày Địa Tạng, ngày một kiền liên mà xuống địa ngục cứu mẹ gì đó. Thì mình cứ tin vậy thôi. Rồi cho nên á xong đó là mình về tối mỗi đêm mình tụng 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 hoài mà một quyển kinh mà Địa Tạng nó có qua ba quyển là thượng trung và hạ, mà sư tụng một ngày á là một quyển, mà các bạn biết là tụng 4 5 tiếng đồng hồ, tại mình còn nhỏ mình đánh vần thôi, mình đọc thôi, nhưng mà vì thương ba, muốn muốn xuống địa ngục cứu ba, cho nên bắt đầu cái phát tâm tụng. Thì mình nhưng mà xuống là phát tâm tụng hoài đọc hoài vậy đó, mà nó chưa có xuống địa ngục cứu được ba. Mà cho nên mình cũng tưởng tượng mình xuống luôn, là sư mới lên trên võng á, sư ngồi sư mới nhắm mắt lại, mình bắt ấn kiết già, rồi hai chân mình bắt ấn thiền quán, ấn chiếu 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 này nọ y chang như trong kinh Tịnh Thiền vậy đó. Xong mình ngồi trong cái võng á, bắt đầu mình lấy thấy một cái bịch một cái để cho nó đưa lên đưa xuống thật mạnh đó, tức là mình tưởng tượng là mình đang xuất cái hồn mình ra để mình bay xuống địa ngục. Nhưng mà xong đó thì bắt đầu cái ông anh của sư á, ông thấy sư mà ngồi bắt chẳng với già này nọ, xong đó, ông mới gây kéo ông cắt cái sợi dây giọng cái miếng bịch nó lăn cục cục, thì nói chết rồi, nó nhớt xuống địa ngục thiệt rồi. Thì đó là cũng là những cái kỷ niệm đẹp, bởi hồi nhỏ mình đến với Phật pháp nó không phải là một cái sự nghiên cứu tìm hiểu gì cả, mà đó chỉ đơn giản là một cái duyên, bởi vì trong cái xóm mình nó có hình ảnh của các sư, rồi có cái ngôi tịnh xá. Thì sau này lớn lên đi học á thì mình mới biết là mình đi theo hệ phái khất sĩ, mình đi theo tổ sư Minh Đăng Quang, rồi mình có cái truyền thống Phật giáo như thế này thế kia, rồi mình mới biết. Mà nhưng mà đối với cá nhân của sư đó thì sư không hề có một cái khái niệm là sư khất sĩ Bắc Tông hay Nam Tông cả. Mà bởi vì cả cuộc đời thanh niên trai trẻ của mình đi hy sinh, mình đi xuất gia, mình tu á, là mình phụng sự cho cái mục đích chung, đó chính là Phật giáo, đó chính là Đức Phật là thầy của chúng ta. Thì cho nên á cái truyền thống Phật giáo Nam Tông Bắc Tông hay khất sĩ đó nó chỉ là cái duyên thôi, chứ nó không hề là một cái khái niệm gì mình phải theo hay không theo cả. Bởi vì chúng ta sanh ra
ở Thái Lan á, thì chúng ta chỉ có theo Phật giáo Nam Tông thôi, hoặc là sinh ra ở Việt Nam mà ở cái vùng mà miền Tây đó, Sóc Trăng, Khmer đó, thì chúng ta chỉ theo Phật giáo Nam Tông Khmer thôi, chúng ta đâu có biết Bắc Tông đâu mà theo, đúng không? Thì hoặc là cái vùng mà chúng ta sanh ra, cái nơi cụ gặp quý thầy bên Bắc Tông, thì mình xuất gia vậy thôi. Thì hãy tạm gọi đó là cái duyên đi, đừng có bao giờ lấy cái quan niệm cá nhân mình rằng là bên truyền thống này đúng, bên truyền thống kia sai, rồi phải phụng sự cho truyền thống này, không phụng sự cho truyền thống kia. Chúng ta đang tự ích kỷ ngay chính trên cái con đường mà chúng ta đang đi, thì như vậy là chúng ta đang biến cái đạo Phật trong khái niệm quan niệm của chúng ta rất là ích kỷ và rất là nhỏ nhoi. Cho nên tại sao mà sư và là khắc sĩ nhưng mà các thầy, các sư cô, các thầy bên Bắc Tông hay là Nam Tông gì đó đều là thương kính sư, bởi vì làm việc cùng chung với nhau thì thấy là khi mà lên trên tổ chức khóa tu có mình sư là khất sĩ lẻ loi còn quý thầy quý cô là hầu như là mới Bắc Tông hết. Nhiều bạn cũng đặt câu hỏi là tại sao sư huynh khất sĩ mà sao quý thầy quý cô Bắc Tông, sư nói là Bắc Tông khất sĩ gì, trời ơi cái đó là mình đang làm cho Phật, làm cho Phật sự, mình đang phụng sự cho Phật pháp, cho chúng sinh, cho đại đồng, chứ còn chẳng phụng sự cho ai cả. Mình đừng bao giờ dành cả cuộc đời mình để chỉ phụng sự cho một cái tổ chức, một cái nơi nào đó cả, rồi mình chết vì cái đó luôn, đúng không? Cái mình đang làm là vì lý tưởng, là chúng sinh, là mục đích, là phụng sự cho Đức Phật, và Đức Phật là thầy của mình. Thì được, mình mở lòng được như vậy đó, thì người ta sẽ ôm mình vào lòng. Còn bằng không, mình tự mình tách ra, mình khỏi ra cộng đồng của đại chúng á, thì mình tự đang chết dần chết mòn trong cái quan niệm ích kỷ đúng sai cá nhân của bản thân mình thôi, chứ chẳng ai, người ta không có care cái gì cả. Có bạn không có bạn gì, cuộc đời nó vẫn sống, nó vẫn tồn tại, Phật pháp nó vẫn xưng minh. cho nên người ta không có care. Cho nên hãy làm sao mà mình có thể sống vào trong cái đại đồng đó mới là thật sự cái mục đích của mình, để trên con đường lý tưởng phụng sự của người xuất gia ha Huy ha. Xin cảm ơn Huy rất nhiều. Dạ, kính bạch sư, là con thấy năng lượng trong con có những hôm xuống rất thấp, làm cho con làm việc gì cũng thấy chán nản, thì không biết là có phương pháp để năng lượng trong con được ổn định không ạ? Dạ, mong sư hướng dẫn giùm con ạ. Dạ, con cảm ơn sư. Trời, cái câu hỏi này chắc nó cũng gọi là thánh mà xuất hiện mà để trả lời chứ còn bây giờ là chỉ có cô lên trên rừng trên núi rồi cô luyện 77 phép thần thông của Tề Thiên là tự nhiên nó có năng lượng lại liền. Là nói vui thôi, thật sự là nếu mà muốn có năng lượng lại á, thì chị hãy trở về với thiền ha, tự tập thiền rồi cứ hít thở, rồi mình quan sát cái hơi thở của mình vào ra, rồi mình coi cái suy nghĩ của mình, nếu mà tích cực tiêu cực quá đó thì mình né bớt những cái hình ảnh tiêu cực, những câu nói tiêu cực để mình sống tốt hơn thôi ha. Chứ còn cái năng lượng này mà chị đang muốn và sư truyền không biết cái năng lượng gì, cho nên sư cũng hy vọng rằng là chị hãy né bớt những cái năng lượng tiêu cực để mình có năng lượng tích cực, mà tích cực là positive á ha. Mà cái thời đại bây giờ đó là mình hãy live with positive chứ đừng có test with the positive nè. Positive là dương tính đó, là COVID đó. Cho nên mình hãy live with positive thinking chứ đừng có test with the positive nha. Thì hy vọng là chị có thêm năng lượng để sống bình an. Có một cái câu hỏi của một cái bạn trong cái room chat đó, suy nghĩ là rất là quan trọng, là bạn đã hỏi về trong một cái coin đó, là coin nhét gì đó trên trên mạng đó, mà mới đầu tham gia họ bắt con nạp tiền rồi tham gia những vòng chơi cược tiền số giật giật đơn, con có cảm giác giống như hình thức đánh bạc trá hình online, nên con mong anh Cường và thầy có thể giải đáp giúp con là lừa đảo hay một phần của Coinnet không ạ? Thì cái này, cái Coinnet này thì bạn này cũng coi thật sự là hỏi Cường một cách rất là cẩn thận ha, Cường có thể tư vấn thêm. Nhưng mà cá nhân của sư thì đừng nên khoan đi ha, chúng ta còn có rất nhiều cái nơi uy tín, còn rất là nhiều cái công nghệ mà chúng ta cảm thấy đặt niềm tin, và chúng ta đừng nên nên đánh liều cái số tiền mà chúng ta có thể dễ dàng bị mất, bị lừa gạt. Mà mình cái niềm tin mà khi mà nó có một cái cảm nhận trong lòng mình á, cái khả năng mình sẽ bị mất nó nhiều đó, mình hoài nghi đó, thì mình nên khoan khoan vội rót tiền vào đó, bởi vì nó có một cái cảm tính nào đó nó sẽ khiến mình feel được cái điều đó, cho nên khoan ha. Chúng ta đừng 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 bao giờ làm những cái chuyện mà chúng ta chưa hề có nghiên cứu tìm hiểu, hay là nó không có được sự chứng minh bởi thời gian, bởi kinh nghiệm á, bởi những cái người founder đứng đầu mà uy tín, và họ bán lấy cái danh dự ra để họ họ làm những cái điều đó đó. Còn những cái nhóm mà trôi trôi ở ở ở Việt Nam á, mình thấy là sưng lên á là gì, là thánh này nọ rồi phán rồi đủ thứ trò trên đời hết trơn á, thì mình biết là những đó là những cái giả thôi, họ họ chỉ khoe khoang để cho người ta tham á, kích thích cái lòng tham của người khác á, để họ họ cho người ta vô, người ta mua thôi. Cho nên bạn hiểu cái điều đó. À, cho nên hãy cẩn thận ha, đừng có nên khoan con bỏ tiền vào những cái chuyện đó đi, nó rất là nguy hiểm. Dạ, A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. À. Thì con
có biết đến Phật pháp thì cách đây khoảng năm 2015 mới đầu thì đúng là thật sự con xin nói thật sư đừng buồn, thấy sư hơi trẻ nên con cảm giác tại xưa giờ con nghe thuyết pháp này kia là của những sư như sư Thích Nhất Hạnh rồi thầy Thích Chân Quang, những cái thầy lớn tuổi nên nó là sư thì mấy đầu thì con thấy e dè, con cảm giác như là chắc là sư chỉ học lý thuyết nhiều thôi, nói những cái bài pháp thôi chứ không có kinh nghiệm thực tế, nhưng mà nãy giờ nghe mọi người đặt câu hỏi và sư cho là thấy là rất là sâu thâm, chứ không những gì mà con nghĩ thì con xin sám hối gì đó anh con mới mạnh dạng hỏi sư. Nghe là lúc trước thì con có biết Phật pháp thì con ăn chay trường thời gian, thì con về nhà ở với mẹ thì cha con mất lâu rồi, giống như sư con cha mất lúc từ bé ở với mẹ, thì mẹ con thì như là lúc trước đi bán ở chợ hay sát sinh giết dịch chứ giết gà nhiều lắm, rồi cái về nhà thì con ăn chay trường thì mẹ cũng ăn mặn bình thường nhưng mẹ cũng hay giết cái này thế kia, rồi mẹ hay như là cho người ta vay tiền á, rồi đòi tiền là phải chửi mắng họ những cái lời rất là nặng, thì mình là con á mình biết đó là sai á, rất là đau lòng tại vì mình biết mẹ mình đang gây những cái nghiệp mà sẽ là khổ sau này. Ban đầu á thì con cũng có khuyên mẹ cái, nhưng mà dần dần sau này á cái con bị như là cái năng lượng tốt trong con nó bị giảm, sao cái mẹ hay làm những điều sai cái con nói mẹ con hơi nặng lời, kiểu là mình hiểu đạo á, mình nói họ biết sai nhưng mà họ sẽ rất là đau lòng, rồi cái dần dần tình cảm hai mẹ con bị xích mích vì những cái chuyện đó, rồi dạo gần đây thì con vừa mới sinh, con vừa mới sinh em bé, con cảm thấy là tinh thần con rất là yếu, như là lúc trước lúc mà con ngồi thiền cách đây mấy năm thì con cảm thấy sảng khoái vui vẻ, tinh thần lúc nào cũng lạc quan, mà nói chung là con có thể kiểu như là sáng suốt nhìn thấy người đó con có thể hiểu cơ bản cái tính người đó như thế nào thế này kia, còn bây giờ giống như là bị nhiễm những cái thói xấu của những cái người mà họ không tốt gì đó thầy hiểu không? Thế là giờ giống như là con bị phước nó bị mỏng rồi, nên cái sự tu tập của con ngồi thiền nó cũng bị vọng niệm rất là nhiều chứ không giống như lúc trước nữa, rất là khó để tập trung. Rồi trước mắt là con thì con thấy là chắc con từng bị khẩu nghiệp đó. Con hay nói mẹ con vì những điều sai đó, mình hiểu đạo rồi mình hay tỏ ấy thì mình nói để như là như hồi nãy sư thầy có nhắc đó là mình giống như kiểu dạy đời vậy đó, thì mẹ bây giờ lại có nhỏ em nhỏ cháu nó về thì nó cũng bên đạo Phật mà nó cũng tin đắn con, nó lại phát hiện những lỗi sai nó nói y như cách con nói với mẹ con, con cũng thấy rất là đau khổ và con nói chết rồi nghiệp con tới rồi bây giờ con biết con sám hối sao. Dạ con xin hết rồi. Con cảm ơn thầy. Ủa vậy là câu hỏi cái gì là không biết sám hối làm sao hả? Thì sám hối bây giờ là dạ sám hối cái giờ cô quỳ cô lại sám hối cái nghiệp mà... lại nha. Dạ. Thắp một cái nhang ở trước Phật đó, rồi quỳ lại hết cho nào nó tàn hết cái nhang đó rồi mình xong rồi mình nghỉ, nó gọi là quỳ hương á. Dạ. Ừ. Nhưng mà mình làm như vậy hàng ngày hay sao ạ? Thôi em chết luôn á, nói vui thôi. Thì mình có thể là mình cái gì ngày rằm ngày nào đó thì đến chùa rồi quỳ sám hối ha, thì hoặc là mình có thể nguyện với Phật, thì có nguyện dùng cái lời nói của con á, nó không phải là cái lời nói phán xét và nói làm tổn thương, con nguyện nói lời lành để bù đắp lại những cái lỗi lầm mà con sử dụng mà nãy chị nói là cái khẩu nghiệp của chị đó. Thì bây giờ mình tập nói lời lành với những người thương của mình, tập nói lời lành với lại mẹ mình, tập nói cái lời lành, lời yêu thương với lại những người thân của mình bên cạnh mình, để cho mình bù đắp lại những cái lời nói nó chưa lành, nó làm tổn thương mẹ mình mà mình cảm thấy áy náy dây dứt ha. Thì mình phải bù đắp lại bằng một cái hành động tốt, một cái lời nói tốt nha. Thì chúc chị bình an mô Phật, cảm ơn chị. Dạ cảm ơn thầy. Cảm ơn mọi người. Dạ con chào mọi người. Con có câu hỏi là con được may mắn là được bạn của con giới thiệu rồi bay về thì con biết đến Phật pháp á, thì con biết được là cha mẹ của con nghiệp rất là nặng á. Con nói thầy có hiểu không? Thầy con nghe rõ không? Dạ nghe rõ, đang hiểu. Nãy giờ sao mà toàn anh tố cáo cha mẹ hết vậy? Cho nên là cái giờ mẹ bạn có tham gia trong room không?
Em không? Dạ, nên là con muốn, tại vì ba mẹ con không có biết đến Phật pháp á, cho nên là con muốn mình thấy cha mẹ của con để mà giải bớt nghiệp của cha của mẹ đi á. Nhưng mà mới vào gần đây thì con mới biết bắt đầu tu tập là con chép kinh Địa Tạng rồi hàng ngày con niệm Phật vậy. Nhưng mà tại vì đôi khi lâu lâu đi làm về mệt á, buổi sáng thức dậy á, thì tấm của con nguyện là tối nay mỗi tối là con phải chép chân này kinh, con phải chú đại bi, con phải làm thế này, con phải làm thế kia. Nhưng mà buổi tối về á, mệt quá con lại quên, con lại đi ngủ luôn. Rồi tặng một thời gian cũng phải 1 tuần 2 tuần sau con mới bắt đầu chép kinh lại. Rồi đôi khi con đi chùa, con ra ngoài chùa con ngồi Không, mà bây giờ bạn hỏi cái câu hỏi của bạn thôi, câu hỏi là gì bạn muốn biết thôi. câu hỏi của con là giống như con không có liên tục chép kinh, hoặc là con tự con hứa là con sẽ làm như thế này rồi nhưng mà con lại không có làm á, thì nếu mà con làm như vậy thì ý là con có mắc tội không ạ? À? Con có giảm phước của con với của cha mẹ của con đi không ạ? À? Vậy là nhờ thầy chị dẫn lối cho con Câu hỏi để của bạn con nó cũng hóc búa quá trời quá đắt, bây giờ nó cũng phải là rạch não ra mà để trả lời cái câu hỏi của bạn đó, rất là căng thẳng nha. Thì bây giờ đó là bây giờ mình cài cái alarm trong cái đồng hồ đó, thì bây giờ mình cài ví dụ như là mấy giờ check in đó, nó báo cho mình biết à, bây giờ đó nó sẽ báo lên 7 giờ tối là 8 giờ tối gì đó, tới giờ mình check in cái đồng hồ đó, cái điện thoại của mình nó sẽ báo động cho mình biết bây giờ đó mình chép. Còn bữa nào mình mệt quá rồi đó thì mình hạn à, thôi tháng sau chép, hoặc là mệt nữa thôi để năm sau, còn mệt nữa thôi để kiếp sau con chép luôn cho nó xong nha. Chứ còn mà tự nhiên bây giờ mình làm biến mình chép kinh rồi mình nói có tội lỗi hay nghiệp quả gì không thì cũng không biết nó từ ở đâu nó rớt xuống nữa. Thì bây giờ mình có chép kinh thì cho nhắc cho mình được cái gì được à, mình nhắc được cái lời Phật dạy rồi mình thấy mình làm cái việc đó mình thấy lòng mình vui, nó an vui. Còn khi nào mình làm mệt về đó mình không còn có sức mình chép kinh là mình hồi hướng gì đó thì thôi để khi nào mình khỏe mình làm, hoặc là cái khoảng thời gian sau mình lớn lên đó mình có thời gian này nọ mình sắp xếp mình làm, chứ không có gì hết nha, nó không có tội nghiệp gì đâu ha. Cái đó là nếu mà có phước thì nó bạn sẽ cái phước đó là cái phước bình an cho lòng của bạn an thôi ha, chứ nó cũng cái phước thật sự là bạn muốn có là bạn phải làm lợi lạc cho quần sanh, cho nhiều người, bạn phải tập bố thí, tập cúng dường, tập phóng sanh, tập giúp đỡ những người khó khăn trong xã hội, trong cuộc sống. Còn cái chuyện mà bạn học kinh chép kinh đó là đa phần là nó nghiêng về cái bản thân của bạn nhiều hơn ha. Rồi thì bạn học kinh, bạn chép kinh thì bạn nhớ kinh thôi để nó lưu lại trong đầu của mình đó, để mình nhớ thôi ha. Chứ còn nếu mà thật sự bạn muốn có phước để gieo tạo, để làm cho ba mẹ của bạn hồi hướng á, bạn nên làm những cái hành động nó thực tế hơn. Ví dụ như mình có thể phóng sanh này ha, mình có thể làm việc thiện, hoặc là bây giờ nó đang kêu gọi cái chính phủ có kêu gọi là Covid đó ha, ủng hộ cái chuyện vaccine đó ha, vô quỹ cái vaccine đó mình có thể ủng hộ vô bằng cái khả năng của mình, hoặc là mình làm những cái điều thiện, hoặc là đang phong tỏa người ta cần cái lương thực đó mình có mình đóng góp, hoặc là mình vận động các nơi cũng đóng góp. Đó là những cái gì nó thiết thực nhất mà sư hướng đến những cái chuyện đó nhiều hơn ha. Còn cái chuyện mà chép kinh á, mình có rảnh thời gian thì mình chép, còn không á, thì mình để khi nào mình rảnh thật sự là mình chép, chứ không có tội không có nghiệp gì đâu ha. Còn cái lúc mà mình hứa với Phật á, thì mình cũng đừng có thề thốt ghê gớm quá nếu mà thề thốt ghê gớm cho cố vô là tại vì cái mình không làm mình cảm thấy áy náy, mình cứ nói ờ thôi con phát nguyện con chép gì đó, khi nào con rảnh rồi con chép rồi tự chép tiếp. Còn bây giờ mình đã lỡ mình thề thốt ghê gớm quá thì mình lên mình nói Phật con xin sám hối rồi thôi con xin rút lại cái lời thề cho nó nhẹ bớt một chút đó, thì vậy đó thì nó cũng không có gì đâu ha, bạn cứ an tâm.